Xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong video này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin thể thao mới nhất, nóng nhất chúng tôi vừa cập nhật. Cơ hội hiếm có để mẫu sở hữu Gio Đây là một cơ hội hiếm có cho các ông lớn Premier League cũng như Manchester United, Chelsea, Barcelona trong việc sở hữu một trong những chân sút xuất sắc của châu Âu với mức giá hấp dẫn cuộc cạnh tranh giành chức ký Gio Keres hứa hẹn khốc liệt khi cầu thủ này đã ghi đến 23 bàn chỉ sau 17 trận thi đấu mùa này. Tiền đạo 26 tuổi người Thụy Điển khiến cả châu Âu phải chú ý với khả năng săn bàn đỉnh cao. Trong trận đại thắng 4-1 trước Man City tại Champions League, Keres tạo nên một màn trình diễn không thể nào quên khi ghi hat trick vào lưới một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Màn trình diễn này không chỉ cho thấy khả năng di chuyển thông minh, dứt điểm mạnh lùng mà còn cả sự tự tin đã đưa tên tuổi anh lên tầm cao mới. Từng trải qua những tháng ngày thi đấu tại giải hạng dưới Anh trong màu áo của Coventry City, Brighton và Swansea City, Gyokeres không ngừng rèn luyện và trưởng thành. Các trận đấu khắc nghiệt tại những giải đấu này giúp anh tích lũy được bản lĩnh và sự cứng rắn. Để khi gia nhập Sporting Lisbon, Gyokeres bùng nổ và trở thành một trong những tiền đạo đáng sợ nhất châu Âu hiện tại. Không thể không nhắc đến dấu ấn của huấn luyện viên Ruben Amorim, người xây dựng thành công lối chơi quanh Gyokeres. Với sơ đồ 3-4-3 ưa thích, Amorim tận dụng tối đa khả năng cá nhân của từng cầu thủ, đặc biệt là các tiền đạo có khả năng di chuyển rộng như Gyokeres. Amorim người sẽ chính thức tiếp quản huấn luyện viên của Manchester United vào tuần tới. Dành nhiều lời khen ngợi cho câu học trò, nhưng cũng khéo léo nhấn mạnh rằng Gio Keres nên ở lại Sporting cho đến khi mùa giải kết thúc. Gio là một trong những thành phần quan trọng của Sporting, cậu ấy đã đóng góp rất nhiều cho đội bóng. Chúng tôi muốn cậu ấy ở lại và tiếp tục chinh chiến cùng câu lạc bộ. Amorim chia sẻ sau trận thắng trước Man City. Hiện tại, các pha hâm mộ của Manchester United háo hức chờ đợi Amorim đến Old Trafford cùng phong cách chiến thuật giúp ông thành công ở Sporting Lisbon. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là liệu đội hình của Quỷ Đỏ có đủ khả năng để thích nghi với sơ đồ 3-4-3 đòi hỏi tính linh hoạt cao này hay không? Thủ môn Andre Onana đã lên tiếng trấn an người hâm mộ, tất cả chúng tôi đều có thể chơi ở bất cứ hệ thống nào. Với những cầu thủ đẳng cấp trong đội hình, tôi tin rằng chúng tôi có thể thích nghi được và sẽ sớm mang lại những màn trình diễn ấn tượng. Dẫu vậy, một thực tế không thể phủ nhận là MU rất cần cải thiện sức mạnh ở hàng công khi hiện chỉ ghi được 9 bàn thắng sau nhiều vòng đấu tại Premier League, thấp hơn đáng kể so với các đội bóng hàng đầu khác. Chính vì vậy, một tiền đạo giàu khả năng ghi bàn như Gilles sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để nâng cao hiệu quả tấn công của đội bóng. Với mức giá giảm sốc còn 63 triệu bảng, đây là một cơ hội vàng mà U không thể bỏ qua. Không chỉ có Gilles Sporting Lisbon còn sở hữu tài năng trẻ Giovanni Quenda, 17 tuổi, một cái tên đầy tiềm năng, thu hút sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ tại Premier League. Quenda được đánh giá là một cầu thủ sáng giá, có thể vươn lên tầm ngôi sao dưới sự dìu dắt của Amorim. Điều này càng khiến Sporting trở thành mỏ vàng của các đội bóng lớn tại Anh khi họ không chỉ theo dõi tình hình của Gear Red mà còn để mắt đến lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng khác. Red rõ ràng đang là tâm điểm của thị trường chuyển nhượng với khả năng săn bàn tuyệt vời và kinh nghiệm chinh chiến tại Anh. Từng khoác áo Brighton và Swansea City, cầu thủ này hiểu rõ sự khắc nghiệt của bóng đá xứ sở sương mù. Nếu trở lại Anh, Red có thể nhanh chóng hòa nhập và mang đến những bàn thắng mà đội bóng như Manchester United đang rất khát khao. Sự có mặt của Gilles tại Old Trafford đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim, sẽ tạo ra một làn gió mới cho hàng công của câu lạc bộ. Amorim, người đang sở hữu chiến thuật 3-4-3 độc chiêu, đã biến Sporting trở thành một đội bóng khó chịu tại cả giải quốc nội và châu Âu với phong độ ổn định. Gylfi là lựa chọn hàng đầu mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn sở hữu. Cuộc đua giành chữ ký của Gylfi đang ngày càng nóng lên khi MU, Chelsea và Arsenal đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Việc Anh được giảm giá còn 63 triệu bảng, càng khiến cho thương vụ này trở nên hấp dẫn, cơ hội để sở hữu một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu với mức giá hợp lý chắc chắn sẽ làm cho các ông lớn Premier League không ngồi yên được. Thị trường chủ nhiệm sắp tới có thể chứng kiến một thương vụ lớn khi Gio quyết định bước tiếp trong sự nghiệp của mình. Thời gian sẽ trả lời liệu MU có tận dụng được cơ hội này hay không và liệu Amorim có thể tái hợp với cơ học trò xuất sắc của mình tại Old Trafford. Cơn giận dữ của Hà Lan, Manchester Evening News cho biết Hà Lan tỏ ra tức giận về bản thân sau trận thua 1-4 của Man City trước Sporting CP tại lượt trận thứ tư League Fay Champions League hôm 6 tháng 11. Đây là trận đấu mà ngôi sao người Na Uy sút hỏng quả phạt đền và bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn. Sau khi sút hỏng phạt đền, hai lần bực bội và thất vọng, dù được Bernardo Silva an ủi, cựu sao vẫn không hài lòng. Đến khi kết thúc trận đấu, hai lần chỉ nắn lại vài phút để tri ân cổ động viên nhà trên khán đài trước khi nhanh chóng tiến vào đường hầm. Manchester Evening News nhận xét Man City vừa trải qua một trận đấu tệ nhất ở mùa giải này. Sự mất kết nối giữa các tiền đạo của The Citizen đã diễn ra xuyên suốt trận đấu. Đại diện Premier League có quá nhiều tình huống chuyển bóng hỏng, mất bóng dễ dàng, thua tranh chấp và thiếu ăn ý trong những tình huống quyết định. Với hai lần, lần gần nhất anh ghi bàn cho Man City là ở trận đấu gặp Southampton tại Premier League vào ngày 26 tháng 10. Kể từ thời điểm đó, cựu Southampton đã tung ra 17 cú sút, trong đó có 8 lần bóng đi trúng đích trước Bournemouth và Sporting nhưng không ghi bàn nào. Hai lần dễ dàng bị đem ra so sánh với Victor Gilbert, người đang nổi lên là một trong những tiền đạo hiệu quả nhất châu Âu mùa giải này. Ở trận đấu giữa Man City và Sporting, cả hai đã có màn trình diễn đối lập. Gilbert tỏa sáng với hat-trick, còn hai lần tịt ngòi. Tính đến thời điểm hiện tại, trong màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, hai lần ghi 17 bàn, trong khi đó, Pirates có 25 pha lập công. Rạng sáng ngày 10 tháng 11, Man City sẽ tiếp tục làm khách trên sân Brighton tại vòng 11 Premier League. Barcelona lập kỷ lục chưa từng có. Rạng sáng ngày mùng 7 tháng 11 theo giờ Hà Nội, Barca thắng Red Star Belgrade 5-2 ở loạt trận thứ tư giai đoạn 1 UEFA Champions League. Đội bóng của Hansi Flick cán mốc 55 bàn sau 16 trận thành tích tốt nhất lịch sử câu lạc bộ. Trước đó, kỷ lục ghi bàn tốt nhất của Barcelona có được sau 16 trận, đó là 54 bàn ở mùa giải 1950-1951. Tuy nhiên, bóng đá thời đó còn hoang dã và ít chặt chẽ như ngày nay. Trước trận đấu với Resta Belgrade, Barca có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và ghi tới 24 bàn trong khoảng thời gian này. Với tỷ lệ trung bình 4 bàn một trận, con số khó tin. Chỉ trong vòng 2 tuần, Barca thắng Bayern 4-1 ở Champions League, hủy diệt Real Madrid 4-0 tại Bernabeu. Sau đó, tiếp tục đánh bại Espanyol 3-1 trong trận derby Catalonia. Đến màn so tài với Resta Beguet, hàng công Barca ghi thêm 5 bàn. Trước đó, sau trận thắng với Espanyol ở vòng 12 La Liga, Barcelona đã trở thành đội đầu tiên trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chạm mốc 40 bàn thắng sớm nhất. Đội có hàng công tốt thứ nhì ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, hiện tại là Bayern, đang kém Barca tới 8 bàn. Tính riêng ở La Liga, Barca ghi 40 bàn, tại Champions League họ cũng ghi tới 15 bàn, nhiều nhất giải. Ngay cả trong giai đoạn Lia Messi còn ở Barcelona, hay thời điểm đội bóng sở hữu bộ ba huyền ảo Messi, Suarez, Neymar, khả năng tấn công của La Blaugrana cũng không tốt đến vậy. Cơn thịnh nộ ở Paris Saint-Germain, trận thua 1-2 trước Atletico Madrid ở loạt trận thứ tư giai đoạn 1 UEFA Champions League mùa giải 2024-2025 khiến Paris Saint-Germain rơi vào thế khó. Dạng sáng ngày 7 tháng 11 theo giờ Hà Nội, trên sân nhà Park des Princes, nhà đương kim vô địch League One để đại diện từ Tây Ban Nha lội ngược dòng cay đắng Zaire Emery mở tỷ số cho Paris Saint-Germain ở phút thứ 14. Nhưng chỉ 5 phút sau, Molina gỡ hòa cho Atletico. Trận này, Paris Saint-Germain áp đảo đối thủ về mọi phương diện. Họ cầm tới 72% thời lượng bóng, truyền gần gấp 3 lần đối thủ, tung ra tới 22 pha dứt điểm. Trong khi đó, Atletico chỉ có 4 pha dứt điểm. Xong, đội bóng của huấn luyện viên Diogo Simeone đã dạy cho gã nhà giàu Paris một bài học về khả năng chắc chịu của hội. Phút bù giờ 90 3, bàn thắng của Korea nhất ra đâm vào tim người hâm mộ Paris Saint-Germain. Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique bại trận 1-2 ngay trên sân nhà ở phút cuối. Qua đó gặp nguy trong cuộc đua giành vé và knock out Champions League. Sau 4 trận, Paris Saint-Germain mới có 4 điểm với một chiến thắng, một trận hòa và hai trận thua. Họ tụt xuống vị trí thứ 25 trên bảng tổng sắp, nằm ngoài nhóm tranh vé vớt. Ở Park de Bricey lúc này bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ về năng lực của huấn luyện viên Enrique. Thậm chí, nhiều thành viên của ban lãnh đạo và người hâm mộ Paris Saint-Germain đã nổi giận với Enrique chiến lược gia người Tây Ban Nha dường như chưa thể giúp Paris Saint-Germain tiến bộ ở đấu trường châu Âu. Nhưng chiến thắng vào mạch bất bại tại League One không có ý nghĩa gì với chiếc ghế huấn luyện viên người Tây Ban Nha, bởi sân Champions League mới là đấu trường ưu tiên. Trong khi đó, Atletico Madrid tạm leo lên vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng, đại diện thủ đô Tây Ban Nha đã thoát khỏi khủng hoảng phong độ ở Champions League với 6 điểm có được sau 4 loạt trận. <laughs> Anhilai hết kinh nhẫn với Neymar. Các khổng lồ của bóng đá Saudi Arabia xem xét khả năng thanh lý sớm hợp đồng của Neymar sau khi siêu sao người Brazil dính thêm chấn thương mới. Ngày 6 tháng 11, ký giả Bruno Anari của GOL Esport đưa tin ban lãnh đạo câu lạc bộ Al-Hilal đang cân nhắc việc chấm dứt hợp đồng của Neymar vào tháng riêng năm 2025. Đội bóng lo ngại vấn đề thể chất của Neymar sau khi tiền đạo người Brazil dính một chấn thương mới ở cuộc đụng độ Estelan tại AFC Champions League Elite hôm 5 tháng 11. Trước đó, truyền thông Saudi Arabia cho biết Al-Hilal dự định không đăng ký Neymar cho giai đoạn 2 của mùa giải 2024-2025 hợp đồng của USA, Paris sẽ mạnh với nhà đương kim vô địch Saudi Pro League có thời hạn đến tháng 6 năm 2025. Nếu tiếp tục không được đăng ký cho nửa sau mùa này, việc Hilal sớm giải phóng hợp đồng cho Neymar là động thái hợp lý nhằm giảm tải quỹ lương. Nếu Neymar rời Hilal ngay tháng riêng năm 2025, đội bóng quê hương Santos là một điểm đến khả thi. Ngoài ra, viên cảnh siêu sao người Brazil đến Inter Miami để tái hợp cùng Messi và Suarez cũng được nhiều hãng truyền thông đồn đoán. Neymar vừa bình phục chấn thương ở đầu hồi trái vào hồi cuối tháng 10. Siêu sao người Brazil kịp thi đấu hơn 10 phút cuối trận gặp Alai. Sau đó, thêm 29 phút ở chiến thắng trước Estelai hôm mùng 5 tháng 11, rồi lại dính chiến thương ở cơ đùi phải. Tôi không biết cậu ấy sẽ không thể tập luyện trong bao lâu, nhưng ít nhất là 2 tuần. Huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus của Hilal chia sẻ hôm mùng 5 tháng 11. Gia nhập Hilal với giá 90 triệu euro hồi tháng 8 năm 2023. Đến nay, Neymar giới chỉ ra sân 7 trận, có một bàn thắng và 3 kiến tạo. Trong hơn một năm tiền đạo Brazil nghỉ dưỡng thương, Hilal vẫn chỉnh diễn sức mạnh áp đảo khi giành chức vô địch Saudi Pro League. King Cup và siêu cúp Araba Saudi mùa giải 2023-2024. Mùa này, Mitrovic và các đồng đội đang dẫn đầu Saudi Pro League và vòng bảng AFC Champions League Elite mùa giải 2024-2025.